Người ta nói rằng đồng hồ là thứ phụ kiện mà bất cứ ai cũng nên sở hữu, đặc biệt là với người phụ nữ. Đồng hồ không chỉ đơn giản là một món đồ dùng để xem thời gian, mà nó còn là một vẻ đẹp trang nhã, nằm gọn gàng trên những cổ tay ngọc ngà. Hôm nay, Kỳ Lân Luxury xin được giới thiệu với quý vị một trong những mẫu thiết kế đình đám nhất trong bộ sưu tập Lady Datejust, Rolex Lady Datejust 279171, đặc biệt chế tác từ hai chất liệu cao cấp vàng hồng Everose và thép không gỉ 904L. Chiếc đồng hồ sở hữu diện mạo thanh lịch nhã nhặn với kích thước 28mm cùng dây đeo Jubilee. Chiếc đồng hồ được những người thợ chế tác của Rolex đặc biệt chú trọng thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn thanh lịch, phù hợp với cổ tay của người phụ nữ. Bảo vệ trọn vẹn cho chiếc đồng hồ là bộ vỏ Oyster với vành bezel khía. Từng chi tiết đều được hoàn thiện một cách đầy tinh xảo, khiến cho chiếc đồng hồ trở nên thật bóng bẩy, lộng lẫy khi được mang trên tay. Chiếc đồng hồ được thiết kế với mặt số nâu, đánh bóng trải tia sunburst hoàn hảo. Trên nền mặt số là những cọc kim cương lấp lánh, tạo hình ngôi sao thật xinh xắn. Tại điểm 9 giờ là một cọc số La Mã, một điểm nhấn mới mẻ trên tổng thể chiếc đồng hồ. Kết hợp cùng đó là bộ kim đồng hồ thiết kế nhỏ gọn, tạo nên chỉnh thể hoàn mỹ, một sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh nâu trầm ấm, sắc vàng lấp lánh từ kim cương và sự ấm áp từ vàng hồng AU750. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.